trong canh tác lúa, làm sao để phòng ngừa bệnh đạo ôn hiệu quả. Nội dung cụ thể sẽ được tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn chi tiết. Dạ, kính thưa bà con, thì đối với cái đạo ôn ở trên lúa thì chúng ta thấy là hiện nay chúng tôi thí nghiệm rất nhiều giống lúa hàng năm và không có cái giống nào mà kháng bệnh đạo ôn của bà con đang trồng ngoài sản xuất hiện nay. Cái đạo ôn thì nó có hai giai đoạn, một là cái giai đoạn trên lá, cái thứ hai là giai đoạn đạo ôn cổ bông và nó lên luôn hột, nó gọi là lem đáp hạt. Khi mà ở cái bệnh đạo ôn ở trên lá rồi thì có cái bệnh đạo ôn trên cổ bông. Thì bà con biết là cái giống lúa mà tụi tôi nghiên cứu thì hai cái này nó độc lập nhau nha bà con. Có những cái giống lúa là ở trên lá nó rất nặng, trên đạo ôn cổ bông rất nặng luôn. Có những cái giống lúa là trên cái lá rất nhẹ và đạo ôn cổ bông cũng rất nhẹ đó. Thì cái đầu đó rất nặng đó. Cả hai giai đoạn thì tôi gọi là nhịp. Và cái sau đó, tức là trên lá nhẹ và trên cổ bông nhẹ đó, hoặc là không có đó, thì chúng tôi gọi là giống kháng. Còn cái giống nhiễm trung bình là sao? Có những cái giống là trên lá nó rất nặng nhưng mà trên cổ bông nó lại là nhẹ, thì cái này chúng ta rất là khó tìm. Cái trường hợp nữa là trên lá nó rất nhẹ tuy nhiên trên cổ bông nó rất nặng. Nó thì mình chúng ta thấy là bốn cái trường hợp này rất rõ. Thì chúng ta biết rằng cái trên lá cái lúc này là điều kiện thời tiết là một, cái thứ hai là cái sinh trưởng cây lúa, và cái thứ ba rất quan trọng bà con không biết là gì, cái bào tử bệnh đạo ôn có trong không khí hay không. Khi nào mà nó ba cái này nó phối hợp lại đủ điều kiện thì cái bệnh nó mới xuất hiện. Tôi khuyên bà con mình cứ theo dõi cái lúc mà cây lúa nó đẻ nhánh đó, thì khi nào nó xuất hiện cái nấm chấm kim thì chúng ta phun ngừa. Ngừa tức là ngừa cái lá không có bị, và trị là trị cái lá bị rồi, như vậy là nó sẽ sừng lại thôi. Cái lá lúa chúng ta là rất to, cái diện tích rất lớn, nó một vài cái chấm kim là chúng ta phun đi. Bà con đừng có đợi có cái vết bằng mắt án thì coi chừng nó hơi muộn. Chúng ta không phun ngừa, tại vì khi mà bà con phun ngừa mà trong cái không khí không có cái nấm bệnh đạo ôn á, không có cái bào tử bệnh đạo ôn thì cây lúa chúng ta vẫn không bị. Và như vậy là sao, khi điều kiện nó phù hợp, nó phát triển và bà con lại phun lần nữa, bà con tốn hai lần tiền thuốc. Cái đầu tư như thế là sai, không có hiệu quả. Trên cổ bông thì chúng ta thấy là rất khó đoán, và khi mà trên lá thì chúng ta thấy chấm kim chúng ta phun được. Còn ở trên đạo ôn cổ bông, nếu bà con mà lơ là nó chỉ tấn công hai đêm thôi thì cái bông lúa chúng ta lép hết. Do vậy mà chúng tôi mới đồng ý cho bà con phun ngừa, tức là lúc giai đoạn trổ lác đác và cái lúc mà lúa trổ đều chúng ta phun lại để trị cái đạo ôn cổ bông cũng như lem đáp hạt. Và xin cảm ơn bà con. Những lưu ý phòng trị bệnh đạo ôn hiệu quả. Đạo ôn lá, khi bón phân, ruộng lúa không biểu hiện bệnh, không nên phun ngừa. Chỉ phun thuốc khi cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, xuất hiện nấm chấm kim. Lá lúa xuất hiện một vài nấm chấm kim là nên phun, không đợi lá xuất hiện vết bệnh bằng mắt én. Đạo ôn cổ bông, bệnh chỉ cần tấn công 2 đêm có thể gây lép cao. Phun ngừa giai đoạn lúa trổ lác đác. Phun thêm một lần vào giai đoạn lúa trổ đều để trị bệnh đạo ôn cổ bông và lem đáp hạt. Đồng hành của nhà nông.